Alo, xin chào tất cả mọi người. Ở cái video này tôi xin hướng dẫn mọi người cách làm thế nào đó để lấy lại tài khoản trên cái gì website 5km.io, được không ạ? Cái website này được chuyển từ cái tài khoản winvest.io và toàn bộ dữ liệu tài khoản của quý khách được chuyển sang 5km.io. Vì sao như vậy? Để đảm bảo toàn bộ những cái thông tin cá nhân cũng như là cái tài sản của quý khách. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ làm cái video này để hướng dẫn mọi người là đăng nhập vào cái tài khoản 5km.io để đi lấy lại mật khẩu và đăng nhập và mua cổ phần một token bình thường. Ok ạ. Đầu tiên các bạn vào 5km.io, vào giao diện 5km.io. Sau khi vào giao diện 5km.io, các bạn kích vào mục mục tài khoản, các bạn nhìn ạ, cái mục tài khoản. Các bạn nhìn cái mục tài khoản có mục đăng nhập, các bạn kích vào mục đăng nhập. Vâng, sau khi mà kích vào mục đăng nhập thì nó ra một cái bảng như thế này. Ra một cái giao diện như thế này, các bạn kéo xuống dưới, các bạn kích vào mục Forgot Password, được không ạ? Các bạn kích vào mục Forgot Password. Đó. Thì nó ra một cái bảng các bạn điền. Thì ở đây nó có mục là điền do email or phone number. Nhưng ở cái mục này thì sau này các bạn đăng ký tài khoản mới trên cái giao diện này thì bạn mới gì? Mới mới điền email và số điện thoại được. Còn ở đây là gì? Các bạn là nhà đầu tư Diamond thì các bạn kích vào gì? À, ở cái trường này các bạn điền tên đăng nhập của các bạn. Ok. Các bạn kích vào mục reset email, reset my password. Các bạn kích vào mục reset my password. Như vậy là nó sẽ có các bạn này, sau khi kích vào reset my password thì có một cái email gửi về gì? Gửi về email của các bạn để đăng ký. Các bạn mở email ra. Ok, ở đây tôi đã mở sẵn email dùng để đăng ký tài khoản của tôi. Các bạn vào email ở mục phòng thư chính không có, các bạn kích xuống dưới. Này, đó các bạn nhớ không? Các bạn tìm ở mục nhé, có khả năng nó ở mục spam, bởi vì nếu như mà đây là hòm thư của Google mà nó nhận diện thì hơi khó, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy không này, ngay tức khắc có một hòm thư gửi về này, tôi kích vào tôi mở ra. Đó. Có một dãy số mở ra, các bạn mở email ra thì nó có một cái dãy số tôi copy lại. Còn nhiêu? Tôi copy nha. 616516 đúng không ạ? Tôi mở quay lại. 616516. Tức là nó có một cái mã số gửi về email các bạn, các điền vào các bạn kích vào submit. Ok, sau khi kích vào mục Submit thì các bạn cần phải đặt lại cái mật khẩu cho bạn, đúng không ạ? Đó, ở đây, ở cái trường đầu tiên, đó là New Password, các bạn đặt lại cái mật khẩu các bạn. Các bạn lưu ý, mật khẩu thì các bạn nên đặt một ký tự viết hoa, có một ký tự số và có ký tự gì? Ký lạ. Ở đây tôi đặt này. Ok. Ở dòng dưới, bạn đánh lại cái mật khẩu ở trên. Tức là đánh giống mật khẩu trên. Ok, sau khi hai mật khẩu này giống nhau, các bạn vào reset password, các bạn kích vào đây. Lưu lại, lưu, các bạn có thể không lưu nhé. Ok, như vậy nó ra cái mục như thế này. Trên password success, tức là mật khẩu của các bạn đã thay đổi thành công, các bạn kích mục login. Ok. Tôi đăng nhập lại bằng mật khẩu mới. Lúc nãy tôi lấy bằng gì? Bằng cái account này. Mật khẩu là gì? Ok, đăng nhập. Cái phần đăng nhập các bạn biết rồi đúng không? Cái mục đăng nhập này, các bạn phải kéo cái hai cái hình này khớp vào nhau. Đó. Như vậy là gì? Như vậy là tôi đã đăng nhập thành công. Ok ạ. Ở video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để mua được token, đúng không ạ? Làm thế nào để KIC được tài khoản. Thì hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.